Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ nói về khẩu độ. Khẩu độ hiểu cách khoa học ấy thì đó chính là độ mở của ống kính. Còn hiểu cách cơ bản và bình dân ấy thì đó chính là khi các bạn nhìn vào giữa một cái ống kính, các bạn sẽ nhìn thấy một cái lỗ đúng không? Cái lỗ này chính là lỗ khẩu. Với một lỗ khẩu mở to ấy, chúng ta sẽ có nhiều chỗ để cho ánh sáng đi vào hơn. Lúc này ảnh sẽ sáng hơn. Còn khi lỗ khẩu bạn đóng nhỏ lại, càng ít chỗ cho ánh sáng đi vào, lúc này ảnh chúng ta sẽ lại tối hơn. Ngoài chuyện sáng tối, điều chỉnh khẩu độ còn giúp cho chúng ta kiểm soát về độ sâu trường ảnh. Là khi các bạn mở khẩu to ra, chúng ta có ít độ sâu trường ảnh. Lúc này chúng ta sẽ có khả năng xóa phông nhiều hơn. Còn khi chúng ta đóng khẩu lại, độ sâu trường ảnh dày hơn, chúng ta sẽ có một tấm ảnh nét hơn và ít độ xóa phông hơn. Về khẩu độ, vì có đánh số hơi ngược một tí nên người mới thì cũng hơi hay nhầm. Ví dụ như các bạn muốn mở khẩu to, các bạn sẽ phải vặn cho những con số ở trên ống kính hay trong máy ảnh nhỏ đi, ví dụ như về khẩu 3.2 hay 2.8. Còn nếu các bạn muốn đóng khẩu lại thì những con số này lại cần lớn lên, ví dụ như khẩu 8, khẩu 9, khẩu 10. Một mẹo nhỏ cần nhớ đó chính là khi sử dụng ống kính thì thường các bạn không nên chụp ở khẩu độ to nhất hoặc khẩu độ nhỏ nhất. Tại lúc này nó sẽ xảy ra hiện tượng ví dụ như viền xanh này, viền tím này hay nhiễu xạ.